Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán thẻ cũ, máy tính bảng cũ rẻ. Và hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2021. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để inbox sản phẩm thẻ cũ rẻ. Thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết cho các bạn từng con một. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được là hai cây Samsung S10 5G, hàng siêu thị thanh lý các bạn nhé. Hàng này là hàng tồn kho siêu thị thanh lý. Đâm là hình thức bọn này thì còn rất là đẹp các bạn nhá. Máy đẹp coi như là leng keng luôn các bạn nhá. Samsung S10 5G thì là con này của nhà mình đầu tiên này, con này là màu đa sắc các bạn nhá. Các bạn nhìn đẹp chưa ạ? Hàng siêu thị nó thật các bạn khác luôn. Khác bọt luôn với cái hàng bình thường các bạn nhá. Đấy. Bình thường là họ bày, ví dụ các siêu thị các bạn siêu thị lớn ấy thì là họ bày ra ở bán ở cửa hàng bình thường con này với mức giá coi như là 7 triệu đồng, hơn 7 triệu đồng các bạn nhá. Nhưng với ở cửa hàng mình hôm nay thì là cực kỳ là rẻ. Và màu thứ hai này, và thứ hai là màu này là màu gold các bạn nhá. Đấy, hàng siêu thị thanh lý màu gold các bạn nhá. Đấy. Màu gold rất là đẹp luôn. Ngoại hình thì là máy còn trên 90%. Máy đẹp coi như là leng keng các bạn nhá. Samsung S10 5G này thì là hai cây này của nhà mình đều là phiên bản Hàn này, một sim một sóng. Đấy. Đấy, màu này là màu đa sắc này, màu này cũng rất là đẹp các bạn nhé, màu gold cũng rất là đẹp luôn. Nói chung là bạn nào mà thích màu nào hoặc ưng màu nào các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình đặt hàng các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết của sản phẩm là con Samsung S10 5G này cho bạn nhé. Đây ạ, đây, Samsung S10 5G đấy ạ. Thì là của nhà mình là phiên bản Hàn, một sim một sóng này, cấu hình con này là RAM 8GB các bạn nhé. Và bộ nhớ trong con này là 256GB. Hai con này của nhà mình này đều là màn hình đẹp keng các bạn nhé. Hai con này của nhà mình mà đều màn hình đẹp keng, không ảm ồ hay không lưu ảnh gì nhá. Rất là đẹp luôn các bạn nhá. Đẹp móc mắt luôn. Và con này là chạy chip Exynos là 9820, chip này gánh game mà chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và tiếp theo là màn hình của này là tràn viền 6,7 inch, độ phân giải của nó QHD 2K+. Và dung lượng pin con này của nó là pin 4500. Đấy, nói chung là pin 4500 thì các bạn dùng cực kỳ tuyệt vời. Bọn này là chỉ các bạn chỉ có dính tí bụi các bạn chỉ lau cái là sạch các bạn nhá. Đấy, tại vì hàng siêu thị nó còn lướt, đâm là nó còn rất là mới và rất là bóng các bạn nhá. Đấy. Và giá con Samsung S10 5G này ở trên thị trường thì nó đang bán với mức giá coi như là 6,3 triệu. Từ 6,3 triệu coi như là đến coi như là 7 triệu đồng. Nhưng với ở cửa hàng mình hôm nay thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 6,2 triệu các bạn nhá. Và sản phẩm là Samsung S10 5G này, thứ nhất là về giá và thứ hai về độ coi như là zin chất của nó thì mình sẽ cam kết cho bạn coi như là nguyên zin nguyên bản này. Bao coi như là các bạn check hãng. Đấy, bao cho bạn coi như là zin nguyên bản này, check hãng này, check tại cửa hàng này. Nếu các bạn không zin, mình sẽ tặng luôn các bạn sản phẩm là Samsung S10 5G các bạn nhá. Đấy. Mình sẽ bao cho bạn coi như là bao check cửa hàng, check hãng các bạn nhá. Nên các bạn yên tâm cứ sản phẩm là Samsung S10 5G của mình nhá. Và thì là hôm nay thì nhân dịp coi như là khai trương cửa hàng Shopee ấy thì mình sẽ giới thiệu qua về cửa hàng Shopee của mình. Đây. Ở cái mục coi như là đây, ở cái mục mà mô tả của video ấy thì mình có để cái link coi như là video của mình thì mình sẽ có để cái link coi như là cái sang Shopee phụ kiện của mình. Thì là các bạn có thể lên coi như là cái trang Shopee phụ kiện của mình để ủng hộ mình nhá. Đây. Cái sản phẩm đầu tiên thì là đây là cái SIM Vina vào mạng cả năm. Đây ạ. Đây, mạng nhà mình thì hôm nay thì là nó hơi bị cứ buổi tối nó bị chậm, mình không hiểu sao. Buổi tối là bị chậm mà ban ngày thì là nói chung là ban ngày thì đỡ hơn. Nó chậm lắm, nó không người được đâu. Không vào mà không thoát ra được. Mạng nó chậm lắm. Đây ạ. Đây. SIM Villa 5G vào mạng cả năm. SIM Villa 5G vào mạng cả năm này thì bên mình sẽ là nhân dịp coi như là khai trương cửa hàng Shopee ấy thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá coi như là SIM Villa 5G vào mạng cả năm này. Nhân dịp coi như là khai trương cửa hàng Shopee ấy thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 300.000 đồng các bạn nhé. Đấy. Thì là hình thức mua hàng thì là các bạn có thể là xuống cái phần mô tả của video các bạn kích vào cái link coi như là Shopee của mình để đặt coi như là sản phẩm là cái SIM Villa 5G vào mạng cả năm này các bạn nhé. Đấy, các bạn kích vào cái link coi như là Shopee bên mình để đặt hàng coi như là SIM Villa 5G vào mạng cả năm này các bạn nhé. SIM Villa là hỗ trợ 5G này, nhưng mà các bạn mà máy 3G 4G các bạn có thể là dùng vô tư. Đấy. Một năm các bạn chỉ mất với giá coi như là 300.000 đồng thôi. Đấy, một năm các bạn chỉ mất 300.000 đồng. Đấy, đã sở hữu một SIM. Nhưng mà các bạn không phát sinh thêm 1.000 nào các bạn nhé. Chỉ với nhất mất 300.000 đồng mình thấy cảm thấy là rất là rẻ các bạn nhé. Nói chung là các bạn mua SIM này thì cực kỳ là hợp lý luôn. Và tiếp thứ hai, sản phẩm tiếp thứ hai thì nhà mình có bán là đây là ốp này, ốp dẻo này. Đấy, ốp dẻo trong suốt của Samsung S10 5G các bạn nhé. Đây. Và tiếp theo đây thì là có bán, mình sẽ có bán là coi như là đây. Nói chung là pin 5C này, pin BL 5C này. Đây. Nói chung là mình bán nhiều lắm, mạng mình hơi chém được rồi. Đấy. Đấy.
ốp dẻo đây. Ở đây thì mình có ốp dẻo như là trong suốt. Đây phần bên này thì mình sẽ có ốp dẻo như là trong suốt của LG V50. Đấy. Đây. Ở chỗ mục này thì là ốp dẻo trong suốt của loại đẹp của LG V50 các bạn nhé. Và thì là nhân dịp coi như là khai trương cửa hàng Shopee ấy, thì nhà mình có dụ như là các bạn mà mua sản phẩm LG V50 bên mình hoặc là bên shop khác mà chưa có cái củ sạc nhanh chính hãng của LG 18W này, thì là các bạn có thể lên gì nhỉ, các bạn có thể là lên Shopee của mình để đặt mua các bạn nhé. Thì là nhân dịp coi như là gì nhỉ, nhân dịp coi như là khai trương cửa hàng Shopee thì mình sẽ thanh lý cái củ sạc nhanh chính hãng này. Đấy, thanh lý củ sạc nhanh chính hãng này xả lỗ cho bạn với giá có như 50.000 đồng các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể là lên Shopee này các bạn đặt mua giúp mình nhá. Đây mình giảm có như là 50% luôn, mình nói chung là cái củ sạc này mình sẽ xả lỗ cho bạn trong vòng hết tuần này các bạn nhé. Đấy, đây trên tay mình đây là củ sạc nhanh chính hãng của LG 18W. Thì thời điểm hiện tại thì là củ này thì mình đã bán được hơn 200 củ cho bạn nhá. Đấy, thời điểm hiện tại thì mình đã bán được củ này là hơn 200 củ rồi. Đất là rất nhiều có như là bạn nhiều, rất nhiều là chắc cũng nhiều bạn có như là mua được nhận được củ sạc LG này, các bạn có thể là đánh giá được nếu mà sạc mà tốt thì các bạn có thể đánh giá có như là 5 sao lên cửa hàng Shopee giúp mình nhá. Đấy, nói chung là nhiều lượt đánh giá lắm, cái củ hạc xòe sạc là rất nhiều bạn đánh giá nhá. Đấy, đây là củ sạc nhanh 18W chính hãng LG nhá. Đấy, giá có như là mình sẽ xả cho bạn, tri ân cho bạn là 50.000 đồng, các bạn lên Shopee đặt giúp mình các bạn nhé. Và đây là bộ sạc đây. Và đây là tiếp theo là bộ sạc này, bộ sạc nhanh chính hãng 18W này của LG. Thì mình nhân dịp coi như là khai trương cửa hàng ấy thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 99k nhá. Đấy, bộ sạc coi như đây, cả dây cả củ nhá là 99k. Đấy, bạn nào mà chưa củ sạc nhanh thì các bạn có thể là lên đặt giúp mình nhá. Củ sạc nhanh nó sẽ có flash charger sạc nhanh các bạn nhá. Sạc nhanh 18W. Nói chung là sạc nhanh này các bạn có thể là cắm cho iPhone, LG hay là Samsung, Oppo, Xiaomi cũng được bạn nhé. Các bạn chỉ cần cắm vào cái đầu này thôi, các bạn có thể là ra nối ra dây của bạn rất là tiện lợi các bạn nhé. Và đây thì đây là miếng dán coi như là chống vân tay này, miếng dán chống vân tay của là V50 nhé. Đấy, hôm nay nhà mình lại về rất nhiều coi như là miếng dán này, chống miếng dán màn hình ấy, chống vân tay của LG V50. Thì là các bạn cũng là lên Shopee đặt giúp mình nhé. Đấy, ở Shopee mình có là cái mục mà coi như là đặt cái miếng dán đây. Đây, Shopee thì mình cũng có đây, Shopee mình có là cái miếng dán đấy các bạn nhá. Mạng nó hơi cậm, nó loát hơi chậm này. Đấy, ở Shopee thì mình cũng có là coi như là cái miếng đây, miếng dán coi như là dán dẻo này, chống vân. Đấy, chống vân tay của LG V50 nhá. Đấy, đây. Đây sản phẩm này LG V50 nhá. Chống vân tay của LG V50. Các bạn có thể lên cửa hàng Shopee để đặt giúp mình nhá. Đấy, để phục vụ cho các bạn luôn. Đấy, củ sạc nhanh này, đấy, giá chỉ với giá coi như 50.000 đồng. Các bạn mua củ này về sạc cực kỳ là sướng luôn, rất là ok, củ sạc nhanh rất là sướng luôn nhá. Sạc rất là nhiều dòng máy, Samsung, iPhone các kiểu cũng được các bạn nhé. Các bạn thích sản phẩm nào các bạn có thể đặt 2-3 cùng sản phẩm cùng một lúc cũng được các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được cây, một cây này là rẻ lắm. Và tiếp theo sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được cây này là cây Samsung S8 Plus các bạn nhé. Cây S8 Plus này thì là màn hình của nó là hơi án nhẹ các bạn nhé. Đấy, cây Samsung S8 Plus này thì là màn hình của nó là hơi án nhẹ các bạn nhé. Hơi án nhẹ, cực kỳ là nhẹ các bạn nhé. Thì là con này của nhà mình là đều là con này thì của S8 Plus của nhà mình, con này là phiên bản này Nhật nhá. Đấy, con này là máy của Nhật. Con này thì là hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Thì là khách có là chia sẻ với mình là con này là khách từ lúc ở bên Nhật đấy. Cái lúc thời điểm là khách mua bên Nhật con này là tính ra tiền Việt là hơn 40 triệu đồng này. Đấy, con S8 Plus ấy, lúc mà khách còn đang ở Nhật đấy, thời điểm đấy mà tính ra tiền Việt của mình là hơn 40 triệu đồng đấy. Con Samsung S8 Plus của Nhật này, đời đầu của Nhật này. Nói chung là dùng với thời điểm hiện tại con S8 Plus này của Nhật này nó thật của bạn. Còn nói chung nó đẹp lắm. Phiền viết con này khách dùng rất là dữ, kiểu khách dùng hay dùng cái ốp ấy. Còn rất là dữ các bạn nhé. Nói chung là màn hình của nó thì là ám theo thời gian thì cũng đúng thôi. Thì vì nó cũng ra mắt lâu rồi, màn hình của nó thì hơi ám nhẹ các bạn nhé. Máy Nhật thì là bản Nhật nó chạy chip Snap. Bản Nhật chạy chip Snap thì là sẽ chỉ chạy được một sim thôi các bạn nhé. Máy Nhật sẽ là chạy một sim một sóng thôi các bạn nhé. Đấy, thời điểm trước thì khách mua sợ thật ấy. Mua hơn 40 triệu đồng để tính ra tiền Việt vào thời điểm đó các bạn nhé. Đấy, S8 Plus nói chung là con này thì mình thanh lý cho bạn giá cực kỳ là rẻ thôi. Đấy, thì là tình trạng con này thì là đây, mặt lưng con này thì đẹp, màn thì mặt màn con này cũng đẹp. Đây, chỉ của nó thì là hơi chầy một tí đấy các bạn nhé. Hơi chầy một tí ở góc này thì các bạn nhá. Đấy, còn đâu đẹp. Đấy, thì là con này thì là màn hình của nó là hơi ám nhẹ. Thì là con phiên bản Nhật này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 2.700.000 nhé. Đấy, con Samsung S8 Plus này
con Samsung S8 Plus phiên bản Nhật này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 2.700.000 các bạn nhé. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.700.000. Đấy, lúc thời điểm trước khách mua là hơn 40 triệu đồng, cái lúc lâu rồi đấy, lúc mới ra mắt đấy. Nói chung là con này thì là khách sẵn là có cái ốp rồi các bạn nhé. Đấy, khách dùng ốp suốt thì đâm nó mới được như thế này đấy. Còn nói chung mà không dùng ốp mà dùng thời điểm đấy bây giờ thì có khi nát bươm rồi các bạn ạ. Đấy, giá mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.700.000. Đấy, chỉ với giá là 2.700.000 thì các bạn mua con này thì nó thật các bạn quá sướng luôn, đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhá. Nói chung con này thì dùng cực kỳ là phê luôn. Thì mình sẽ xem cho con này là bộ nhớ và bao nhiêu ghi. Con này của nó là RAM 4 hay sao ấy. À, con này của nó là mình sẽ xem các bạn là RAM bao nhiêu ghi các bạn nhá. Đấy, chi tiết cho bạn luôn. À, RAM con này là RAM 4 thì là bộ nhớ 64 các bạn nhá. RAM 4 ghi, bộ nhớ trong 64 ghi. Với mức giá là 2.700.000 thì các bạn cân nhắc mua con này chạy game hay là chạy ứng dụng hay là chạy các cái app mà các bạn dùng các cái app mà Grab, các Uber chẳng hạn ấy. Nói chung là con này thì cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đấy, S8 Plus giá chỉ với S8 Plus Nhật này, thời điểm khách mua trước là hơn 40 triệu đồng này, giờ chỉ với giá coi như là 2.700.000 các bạn nhé. Và tiếp theo thì nhà mình có mấy con giá rẻ lắm. Con này là con Samsung Z5 Prime. Z5 Prime này thì là 900.000 các bạn nhé. Samsung Z5 Prime này là 900.000. Đấy, RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Bọn này thì mình cũng không giới thiệu sơ qua qua nhé. Đấy, Z3 Pro. Z3 Pro này thì là, con này thì là gì nhỉ? Samsung Z3 Pro này, con này là 1 triệu các bạn nhé. Đấy, con Samsung Z3 Pro này là 1 triệu này. Đấy, con Samsung Z3 Pro này, Samsung Z3 Pro là 1 triệu các bạn nhé. Cũng là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Pro thì nó sẽ là nhanh hơn con Samsung Z5 Prime này các bạn nhé. Con Prime này là 900.000 các bạn nhé. Các bạn mua về để làm máy phụ, nghe gọi hoặc là học online cũng kỳ ok. Tại vì hai con này thì nó nhỏ nhắn, xinh xắn các bạn nhé. Z3 Pro là 1 triệu, còn Z5 Prime là 900.000 các bạn nhé. Và đây là con này, con A01 các bạn nhé. Con A01 thì là cũng là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Được cái là màn hình của nó là kiểu theo kiểu giọt nước các bạn nhé. Màn hình của nó là tràn viền theo kiểu giọt nước. Con A01 này thì mình sẽ thanh lý các bạn giá là 1.1 triệu các bạn nhé. Đấy, con Samsung A01 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.1 triệu các bạn nhá. Con này thì nó là đời mới nhất, đời mới hơn hai con này các bạn nhá. Con A01 này thì là 1.1 triệu các bạn nhá. Các bạn mua về là xem phim, nghe nhạc hoặc là học online, những con máy như này cũng cực kỳ ok. Các bạn về chỉ để mua xem YouTube thôi, để học thôi, cho các em nhỏ ở nhà thôi cũng cực kỳ ok các bạn nhá. Đấy, nhà mình hôm nay về được ba con giá rẻ các bạn nhá. Và tiếp theo thì nhà mình lại về được con này là con Note 5. Con Note 5 này thì là gì nhỉ? Con Note 5 này thì là con này nhà mình là phiên bản mà. Hôm nay thì nhà mình về được con này thì là đẹp rồi. Màn hình đẹp keng các bạn nhá. Đấy, màn hình con này thì là đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì các bạn nhá. Và cái hay con này thì là sẽ là bản 2 SIM các bạn nhá. Mình cũng ra quên là sao tháng 0, 6 tháng. Cái hay của con Note 5 này, con này của nhà mình là phiên bản công ty này. Đấy. Con này của nhà mình là phiên bản công ty nhá. Đấy, 2 SIM 2 sóng luôn. Đấy. Lâu lắm thì mình lại thấy là con Note 5 có như là 2 SIM 2 sóng luôn. Đấy. Ngoại hình con này thì là vỏ cũng còn ok. Vỏ mấy lưng con này thì còn ok các bạn nhé. Và con này thì là màn hình đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Và tình trạng con này thì là gì nhỉ? Mặt kính của nó bị nẻ các bạn nhé. Đấy. Mặt kính con này thì nó bị nứt đây. Các bạn nhìn thấy đường nứt đấy. Đấy. Đấy, mặt kính thì nó đường nứt một phát xuống đây. Và một phát lên đây. Nhưng mà con này thì đã được dán miếng cương lực rồi các bạn nhé. Đây. Nhưng mà khách cũng đã dán một miếng cương lực rồi. Đấy. Khách cũng đã dán một miếng cương lực rồi các bạn nhá. Đấy, đây, các bạn nhìn kỹ nó sẽ có một cái đường nứt này. Đấy, xuống đây và một đường ra đây. Thì mình mua sao của khách thì mình sẽ tả như vậy luôn. Nhưng mà ở đây thì là khách cũng đã dán miếng cương lực rồi. Đấy, các bạn dùng thì là ok, vô tư, không vấn đề gì các bạn nhá. Thì con Samsung Note 5 này thì mình sẽ xem cho bạn là bao nhiêu ghi các bạn nhá. Mình chưa xem bao nhiêu ghi đâu. Đấy, con này thì là đây, các bạn nó chạy các bạn nhá. Đấy. Đấy, con này là RAM 4 nhá. Con này của nó là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Được cái là nó là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Thì là con này thì là tình trạng mình đã báo rõ cho các bạn rồi. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.500.000 các bạn nhé. Con Samsung Note 5 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.500.000. Đấy. Nói chung là bản online này, nói chung là nhiều khi mình bán cho bạn, nói chung là giá cực kỳ là hợp lý các bạn nhé. Còn đấy là gì nhỉ? Đấy, bán online nhiều khi các con máy mình mua được như thế này mình bán cho bạn giá cực kỳ là hợp lý. Còn không, nếu mà các bạn nào mà ở cửa hàng ví dụ mà các bạn cửa hàng mà hay bán linh kiện ấy, họ hay om những con này lại lắm.
Nói thật mình chia sẻ các bạn luôn, nhiều khi họ om main họ sẽ bán ra main, và màn này họ sẽ bán là giá màn cực kỳ là tuyệt vời nhá. Bình thường cái màn mà không mà vỡ kính kiểu này, bình thường cái màn không vỡ kính này, bình thường mình bán cái màn không được 1,5 triệu cho các bạn nhé. Nếu mà thay ấy, nếu mà thay màn thì nếu mà thay cả màn thì phải rơi vào tầm 1,8 triệu đến 2 triệu. Nếu mà thay màn con này mà màn hình đẹp không ám, các bạn phải đi thay với mức tám tầm giá 1,8 triệu đến 2 triệu đấy các bạn nhé. Màn vỡ kính này mình bán không cái màn là sẽ được coi như là 1,5 triệu rồi, còn cái main sẽ được là coi như là được 200.000 hoặc đến 300.000 đấy. Cái main con này sẽ được tầm độ 200.000 đến 300.000 các bạn nhé, còn chưa tính các linh kiện linh tinh. Nếu mà ở cửa hàng linh kiện họ hay bóc ra họ bán, nhưng mà mình nói chung là mình chỉ yếu bán lẻ để mình mua sao khách thì mình bán luôn cho bạn như vậy thôi, còn mình sẽ bóc tách ra thì mình sẽ được con lời con này rất là nhiều luôn, tuy hơi lâu một tí nhưng mà được lời rất là nhiều nhé. Đấy, các bạn mua con lót 5 này thật dùng khỏi chê luôn. Đấy, về học online cực kỳ tuyệt vời, RAM coi như là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Đấy, nói chung là dáng cương lực rồi các bạn. Đây, để kỹ mình thấy cho các bạn nhé, 1,500,000 con này các bạn mua cực kỳ hợp lý các bạn nhé. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình để về được con này là con Samsung A7 2018 bạn nhá. Con này là con Samsung A7 2018, con này là phiên bản công ty này, 2 SIM 2 sóng. Và cấu hình con này thì là cấu hình con này mình sẽ xem bạn bao nhiêu ghi nhá. RAM con này như là RAM 4 hay sao ấy, mình xem rồi các bạn ạ. Con này là RAM 4, bộ nhớ trong là 64GB. Thì là màn hình con này của nó là 6 inch các bạn nhá. Full HD quy gì nhỉ, con này là của nó là Full HD cộng các bạn nhá. Và con này thì là viền của nó thì là hơi cũ chảy theo thời gian. Viền con này thì là có hơi phải theo thời gian các bạn nhá. Viền con này thì có hơi phải theo thời gian. Mặt lưng với cả coi như là mặt màn hình thì là ok các bạn nhá. Đấy, thì là con Samsung A7 2018 phiên bản công ty này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhá. Màn hình thì bọn dòng A này nó không có ám nữa các bạn nhé. Đấy, con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá coi như là 2 triệu đồng các bạn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con Oppo F7. Con Oppo F7 này thì là đây ạ, mình sẽ xem cho các bạn. Con này là phiên bản của nó là gì nhỉ? Oppo F7 của nó là phiên bản của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con Oppo F7 này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong, thì là tình trạng con này là khách cũng đã ép kính một lần rồi các bạn nhé. Con Oppo F7 này thì là khách cũng đã ép kính một lần rồi. Đấy, ép kính một lần rồi thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 1,500,000 các bạn nhé. Con Oppo F7 này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB, mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 1,500,000. Đấy, kiểu ép kính rồi thì nó hay kiểu hay biểu bị cái tì cái kính vào nó đâm hơi đùm đùm trắng trắng một tí các bạn chỗ này nhá. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,500,000. Các bạn mua con này về học online hay là dùng máy phụ cực kỳ ok. Đấy, con Oppo F7 này 1,500,000 cho bạn nhá. Đâu mình có con nào đây, con này tiếp theo đây. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Vivo Y11 các bạn nhá. Con Vivo Y11 này thì là pin cực kỳ là trâu luôn. Mình sẽ tìm pin con này là của nó là pin 5000 các bạn nhé. Con Vivo Y11 con này là đây, Vivo Y11 con này là pin 5000. Mặt lưng con này thì là dùng kiểu khách dùng ốp, đâm nó các cái bụi, các cái bụi của ốp nó dính vào tí mặt lưng thôi nhá. Các bạn dùng không vấn đề gì các bạn nhá. Đấy. Và con này thì là pin 5000. Cấu hình con Vivo Y11 này thì là mình không vào là cài đặt của nó hay sao. Đây cài đặt của nó đây. Đấy. Con Vivo Y11 này thì là phiên bản của nó là RAM 3GB các bạn nhé. Đấy. Y11 này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, màn hình của nó là tràn viền. 6 inch, hơn 6 inch, pin con này của nó là pin 5000 các bạn nhá. Và tình trạng con này thì là máy còn khá là ok. Mặt lưng con này thì là dính các cái mùn ốp nó dính vào đây thôi các bạn nhá. Có hỗ trợ vân tay và mở khóa bằng mặt các kiểu rất ok luôn. Con Vivo Y11 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,700,000 các bạn nhé. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,700,000. Đấy, được cái dung lượng pin của nó là pin của nó là pin 5000 các bạn nhé. Nói chung là bán pin 5000 các bạn dùng thì cực kỳ ok luôn. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Vivo Y11 thì các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhá, mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,700,000 luôn các bạn nhé. Thời điểm này thì nó nhiều thứ lên lắm, mà mỗi điện thoại thì nó lại còn rất là rẻ các bạn ạ. Thời điểm này thì là nhiều thứ lên kinh khủng luôn ấy. Mình đi mua cái gói chun thì cũng lên. Nói chung là mua bất cứ một cái gì cũng cực kỳ lên luôn. Đấy, đến cũng như củ sạc nhanh này mình cũng xả lỗ luôn cho bạn luôn các bạn nhé. Đấy, nhân dịp khai trương cửa hàng luôn. Và tiếp theo thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được một cây này, cây Samsung Note 9 các bạn nhá. Thì hôm nay nhà mình lại về được cây này, cây Samsung Note 9. Thì mình sẽ kiểm tra sơ qua về cấu hình chi tiết cho bạn.
thì là cây Samsung Note 9 này của nhà mình là phiên bản Hàn này. Đấy, mình con này thì mình đã lên 2 SIM 2 sóng cho bạn nhá. Con Samsung Note 9 này, bản Hàn này, mình đã lên 2 SIM 2 sóng cho bạn các bạn nhá. Và cấu hình con này thì là RAM của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB các bạn nhá. Màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+. Dòng Note này sẽ là hỗ trợ cái bút nhá. Các bạn chỉ cần bấm bút thôi sẽ là chụp ảnh nhá. Rất là tiện ở cái dòng Note đấy các bạn nhá. Và con Samsung Note 9 này thì là màn hình bên mình là màn hình đẹp kem. Đấy. Không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Ngoại hình con này thì là máy còn là trên 90%. Đấy, cái Samsung Note 9 đấy ạ. À, con này thì là bản Hàn, mình đã lên sẵn 2 SIM 2 sóng cho bạn rồi các bạn nhá. À, cây Samsung Note 9 này thì là hôm nay ở cửa hàng mình hôm nay mình sẽ thanh lý bạn giá là 5.300.000 các bạn nhé. Cây màu tím này, ở cây màu tím này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 5.300.000. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc là các chị em phụ nữ ấy, dùng những dòng Note này cực kỳ là sang, cực kỳ là sướng nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 5.300.000 cho bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm là Samsung Note 9 phiên bản màu tím này các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhá. 5.300.000 cho bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về đi mẫu sản phẩm được cũ giá rẻ. Thì các bạn ưng là sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên lại trực tiếp với mình đặt hàng. Và tất cả sản phẩm bên mình thì bán ra thì là cứ lỗi đổ mù 1 tuần và bảo hành 6 tháng. Bên mình thì là có ship cô 3 miền nên là các bạn yên tâm. Đấy. Bạn nào mà thích phụ kiện giá rẻ thì các bạn có thể lên Shopee mình đặt hàng nhá, cục sạc nhanh chính hãng chỉ với giá có như 50.000 đồng. Bộ sạc nhanh chính hãng LG chỉ với giá có như là 99.000. Miếng dán cường lực dẻo chống vân tay, chống bẩn, chống vân tay của LG giá cực kỳ là rẻ, các bạn lên Shopee để đặt giúp mình các bạn nhé. SIM Villa vào mạng 5G vào mạng cả năm. Đấy các bạn đặt 300.000 các bạn nhá, rất nhiều luôn. Đây, bạn nào mà dùng V50 mà chưa có miếng dán màn hình này, các bạn đặt về để dán giúp mình nhá. Đấy, rất là ok luôn. Và xin chào và hẹn lại vào clip lần sau các bạn nhá.